nhưng Chúa Trời lại không muốn ban cho ta thời gian bên nhau. Trời giông sẽ mưa thôi, và rồi em cũng đã xa thôi. Nếu giữ yêu thương như cầm dao tự đâm chính mình và chính bản thân tôi, còn không tha thứ bản thân tôi thì có sao tôi lại dám mong em hãy sống thật tốt đi. Anh à, lời nói sau tôi như vậy mà giọt nắng vừa sắt bên hiên nhà mà đêm hôm nay cõi lòng tôi vì đã mất đi cả nửa thế giới này, vì đã mất đi dần chiếc ôm.